Hello bạn, bạn vẫn khỏe chứ? Bạn chuẩn bị thắt dây an toàn vào để mà sắp đối phó với những cái tình huống hơi gian nan một xíu, thử thách một xíu trong thời gian sắp đến nha. Một số bạn thì sẽ bị kích hoạt những cái sự giận dữ bên trong mình. Một số bạn sẽ cảm thấy liền mệt tim, khó thở khi mà năng lượng tần số của các bạn nó dần được khai mở, nó dần được phục hồi. Còn một số bạn thì sẽ gặp những cái người bạn bè đồng nghiệp đó, họ không hiểu ý của mình thì làm cho mình cảm thấy bức bối và khó chịu. Thì đó cũng dẫn đến cái sự phiền não bên trong bạn, sự mệt mỏi và sự bất an lo lắng nha. Còn một số bạn trong tình cảm thì các bạn cũng đang có vấn đề trong tình yêu khá nhiều trong tờ bài này. Có nghĩa là các bạn và đối phương của bạn đang không thực sự hiểu nhau, không có một cái tiếng nói chung cùng nhau, đồng quan điểm cùng nhau. Bây giờ có cố gắng đồng quan điểm nhưng mà nó cũng khiến làm sao các bạn vẫn trục trặc với nhau trong tình cảm, không chưa là khả quan được trong thời gian 50 giờ tiếp theo. Có thể là cái năng lượng các bạn trong thời gian gần nó như thế thôi, nhưng cũng chưa chắc rằng thời gian sang bạn có tốt hơn hay không nha. Thì đó là các bạn phải cố gắng nâng cao cái năng lượng tần số của mình lên ha. Mình thấy một số bạn thì sẽ biết có cách cân bằng cuộc sống hơn. Cuộc sống của bạn nó theo một cái chiều hướng, ví dụ như là đang xuống dốc thì bạn biết cách nâng nó lên lại. Còn nếu như bạn quá vô vập, quá chạy theo cái sự nghiệp của mình á, làm cho đánh mất cái sức khỏe của bản thân, đánh mất những cái mối quan hệ xung quanh, những hàng bạn gắt gao với mọi người hơn, bạn câu dễ cáu gắt hơn, thì đó bạn cũng biết cân bằng hơn, nhẹ nhàng với mọi thứ và kiên định hơn và chậm lại mọi thứ nhiều hơn. Còn một số bạn thì sẽ cảm thấy rằng cần nên lắng nghe tiếng nói nội tâm bên trong mình nhiều hơn, rồi cũng không cần thiết phải là phải đối chọi với bất kỳ ai nữa, hoặc là hơn thua, hoặc là phải tranh cho đúng sai rõ ràng trắng đen. Không, bạn sẽ ngẫm ra rằng là đôi khi những cái gì đó trắng đen nó không có cần thiết đâu, miễn là hòa bình là được ha. Thì mình thấy 50 giờ tiếp theo của bạn rất nhiều biến chuyển trong cái tổ bài này. Thì tại vì có rất nhiều năng lượng đang xem ở đây, nhiều người xem và nhiều tình huống khác nhau, nhiều môi trường, nhiều hoàn cảnh khác nhau nữa. Trên có bao nhiêu thì mình sẽ liệt kê hết tất cả cho các bạn hiểu nha. Rồi, một số bạn thì sắp đến cách trình bày của các bạn có thể là hơi bị trục trặc, vấp nói vấp hoặc là nói lắp hoặc là trình bày không hết cái khả năng của mình ra đó, thì dễ gây hiểu lầm cho những người xung quanh đó. Khi bạn nói chuyện giao tiếp bình thường nha, chứ mình không có nói là về cái vấn đề thuyết trình hay vấn đề công việc của bạn đâu nhé. Thì đó của bạn cũng lưu ý ha. Ok.